Ai hốt mà. Đẹp không? Một bàn chân. Hai nào. Được nha. Nhưng em cứ bảo con chị làm đủ. À thì em không bảo nhưng mà. À, con Milo nó bảo. Cái gì vậy bà nội? Ngờ. Cô tôi. Hai chị, tao tách chân cho em đi. Đâu đi. Hai chị đừng mà giả vờ nhá. Cho đi con bị sao rồi. Vừa nãy rõ ràng mình để tận 4 cái xúc xích ở đây, mà bây giờ lại mất tiêu 3 cái rồi. Chị Anh ơi, chị không có xúc xích của em đâu mà. Anh không có bạn đâu. Ai hốt thì mà. Mình đang hỏi gì đâu nhở? Chị Cảnh Linh ơi. Cái gì em biết qua? Chị có ăn xúc xích ở cái đĩa này không? Thì không. Chị có thích ăn xúc xích đâu mà. Chị mày quá mọi người không ăn. Đây là xúc xích của con Milo nhà mình đây. Đây là xúc xích cho thử cưng đây. Không phải con thử cưng á. Few moments later. Nè, Mi Qua, xúc xích của Milo mà, xem ăn. Ai hốt mà? Lại còn cắn tiếp nữa. Nani? Nó bị lừa rồi. Đây là xúc xích cho người mà. Ai bảo cái này? Các chị toàn ăn bụng của em làm gì? Em để lừa cho. Cái xúc xích của mình chưa trôi xuống dạ dày đã bị mình lôi ra rồi. Tiếc quá. Em đàn nó khác. Nhưng bây giờ mọi người phải chơi trò này với em. Chơi gì? Gì đây? Giác à? Đúng là giác thật. Minh Khoa định dùng xúc xích để mua chuộc chúng mình, bắt chúng mình đi vứt xác hộ Minh Khoa. Nếu Minh Khoa nghĩ chúng mình dễ bị mua chuộc như thế. Nghĩ đúng rồi đấy. Ủa? Gì vậy? Giác, không phải giác. Thế là cái gì? Cái này. Để làm gì vậy? Em muốn rủ mấy người thực hiện thử thách tô tranh. Trên tay em là 4 bức tranh khổng lồ. Mọi người chọn. Sau 30 phút, tranh của ai đẹp nhất, người đó sẽ thắng. Và người thua cuộc sẽ bị phạt. Ok rồi. Nhưng mà này, cái tranh này to quá. Còn như thế này thì làm sao mà to được. Giờ chúng mình phải tìm chỗ để treo tranh đây. Màu đỏ nhá. Còn Doraemon chắc chắn là màu xanh dương rồi. Dorami sẽ là màu vàng. Suka nha. Ba màu này luôn. Ý ơi, cười tươi đấy. Chuẩn bị cả áo đẹp mặc nha. Màu đỏ đẹp lắm đây. Doraemon là nhân vật mình thích nhất đây. Còn các bạn thích nhân vật nào? Ý, đẹp chưa? Ai hốt thì mà. Tô cái này phải thật nhẹ nhàng, không là rách giấy đây. Ui giời, nhìn mọi người, tô vội vàng chưa kìa. Nhưng mà đối với mình là chuyện đơn giản. Mình đi ngủ một giấc, tí dặn tô sau, kiểu gì tí nữa cũng cáo. Ai hốt thì mà. Ha.
nên ngủ khi mọi người còn thức nha Minh Quân. Cái gì buồn thế nhỉ? Chị anh, chị làm gì đây? Chị có làm gì đâu? Ôi, ôi Minh Quân ơi, chảy máu cam kìa. Ôi, Minh Quân ơi, chảy máu cam kìa. Ê, ơi, màu cam màu gì chị? Màu đỏ. Mày hốt đi mà. Sao màu cam ấy lại màu cam ấy nhỉ? Nó nhỉ? Sao chị anh lại cười? Là em bị trôn đấy. Là em bị trôn đấy. Ngốc, ngốc, ngốc à. Cuối cùng đá được vào mông chị anh phát đi. Chưa bao giờ chúng mình được tô một bức tranh nhỏ to là to như thế này. Thích ơi là thích luôn. Không gian tô tranh để còn thơ mộng nữa chứ. Thế này mà không tô tranh đẹp ba hơi bị phí luôn. Ai hốt thì mà. Chị, cung cố lục phải mở chân các bạn ạ. Đứng lắc mông từ nãy giờ, mỏi hết cái mông. Lắc mông từ nãy giờ, mỏi hết cái mông. Hai anh em Doraemon và Doraemi hôm nay đứng cạnh nhau các bạn ạ. Mình là anh trai, còn mình là em gái. What? Sao dưới chân của mình nó cứ buồn buồn thế nhở? Ai hốt thì mà. Đẹp nhỉ. Hai chị đang làm gì vậy? Bọn chị đang làm nail cho em đây. Đang làm nail cho em đây. Đẹp không? Một bàn chân. Nhưng em cứ bảo bọn chị làm đâu. Sao bọn chị lại tự ý làm? À thì em không bảo nhưng mà. À con Milo nó bảo. Cái gì vậy bạn ơi? Cô tôi. Con Milu, nó làm gì biết nói đâu. Hai chị đừng có mà điêu. Em là con trai mà. Hai chị tô bồng chân như em thế này thì làm sao em làm ra đường nữa. Đúng rồi, con trai mà tô màu vào chân người ta cười cho. Cười cho. Hai chị, tao sạch chân cho em đi. Đâu đi. Nhanh. Sao vậy? Này, hai chị đừng mà giả vờ nhá. Cho đi con bị sao đâu. Mình sẽ cho Suka đi giày màu xanh. Chiếc quần màu xanh dương cũng là màu huyền thoại của Nobita đấy. Hình như Milo thích những bức tranh của chúng mình quá nên thằng em giả cứ quanh ở đây các bạn ạ. Ồ, ui, Milo ơi, Milo. Cái gì đẹp không? Ô, đẹp nhỉ. Really nigga. Các bạn nhìn này, Minh Quân tôi màu chuẩn nhỉ, không bị ra ngoài một chút nào luôn. Cái tai của Doraemi cao quá các bạn ạ. Mình phải đứng hẳn lên ghế. Mình phải tới đây.
đấy. Này Minh Khoa, em mà thua Mỹ đành phạt cho em rồi đấy. Phạt gì? Hình phạt đó chính là ngâm mình trong thùng nước đá 5 ngày 5 đêm. Mà vì gì mình phải sợ? Mình còn lâu mới thua nha. Suka của mình hơi bị ăn chơi luôn nha. Tóc màu xanh luôn. Còn cái bông hoa này tí mình sẽ tô màu để hoa, lá. Ui, nó lại hợp lý. Minh Quân đúng là đúng ngốc các bạn ạ. Cái trong chồng chè to 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 như thế mà lại gọi là bông hoa. Đúng là hai anh em màu khác. Hai cái vòng y hệt nhau nhưng mà khác màu. Tô xong cái dây màu đỏ rồi, tiếp theo sẽ là cái chương màu vàng. Yeah. Tô xong mái tóc màu xanh rồi, bây giờ tô bông hoa màu đỏ nha. Trong phim mắt của Doraemi màu đen và màu trắng, nhưng mà ở đây mình thích tô mắt của Doraemi màu xanh. Ui Hà Anh ơi, con làm gì vậy? Gì này? Con muỗi này lớn hơn đầu trên tay của cậu đấy. Cậu cắn con tớ đi. Ui, muỗi to thế này á? Đúng rồi, tớ mà không bắt cho cậu á, nó đốt cho sung tay luôn. Sung tay luôn. Tớ cảm ơn Hà Anh nhá. Không có gì đâu, bạn bè mà. Thì tôi tiếp đi, thì tôi đi. Muỗi dài trên của cái Linh bị dính màu rồi. À, em biết thừa rồi nhá. Wow, biết cái gì? Cho em xin một con muỗi giống như chị. Cho em xin một con muỗi giống như chị. Đừng có mà nói linh tinh nhá. Làm gì có muỗi đâu mà xin. Thế thì em sẽ sang bảo chị Khánh Linh rồi. Thôi được, thì chị về cho. Mình sẽ sử dụng con muỗi này để chôn Minh Khoa. Cái gì vậy bà nội? Minh Quân à, thích đe dọa chị à? Minh Quân ơi, cho này có con muỗi này. Đúng. Anh làm gì đây? Sao anh em? Đánh nhau mà đánh. Anh vừa phá đuổi em con muỗi đây. Nè, tiếc chưa? Không cảm ơn thì tôi này còn quạt. Không cảm ơn thì tôi này còn quạt. Muỗi à, đây. Ủa gì đó? Đấy, con muỗi tê chưa? Làm gì vậy? Con muỗi nào? Nào, này đi ơi! Này con muỗi này! Này con muỗi này! Làm gì vậy con muỗi này đâu? Minh Khoa, cho anh mượn cái gì em? Cho anh mượn cái gì em? Đây! Định ném dép vào người mình á, còn lâu nhé. Được cái Doraemon rất giống mình luôn. Mùa hè rất thích đi bơi, mà đi bơi thì chắc chắn sẽ cần phao. Phao màu cam xen với màu xanh lá cây nhá. Đẹp chưa? Nani? Là lúc mọi người tô thì em lo đi ngủ, lại còn lo đi chôn người khác nữa. Thế chả chậm. Thế bây giờ làm thế nào chị? Giúp em đi. Nể lắm chị mới giúp đấy nha. Đấy, thấy chị thông minh chưa? Làm kiểu này á, em sẽ vẽ nhảy ít 5 lần luôn. Vẽ kiểu gì? Chị chỉ nghĩ được mỗi lần đấy thôi. Còn vẽ kiểu gì thì em thử nghĩ đi. Giờ lại mất thời gian tháo từng cái một nữa. Chỗ này cần phải đặn thêm một tí. Ơ, hộp màu cam đâu rồi? Vừa đây mà lại đâu mất rồi? Ơ, đây, tớ vừa mới mượn lại Khánh Linh ơi. Ơ, không cho mượn, trả đây. Kêu kìa thế,
Đây, tớ xoay nắp vào, tớ ném cho cậu một thứ bát nhá. Này. Úi. Nani? Nắp đây, cái con hộp máu đó rồi. Dính mà đen rồi à. Úi dồi ôi, đang ghen đang lành. Tự dưng đến đấy làm gì? À, chị không biết gì đâu nhá. Chị cũng không biết gì đâu nhá. Hôm nay là ngày gì mà đen thế nhờ? A few moments later. Yeah! Các bạn ơi, sau 30 phút thì 4 bức tranh của chúng mình đã hoàn thành rồi. Mỗi bức tranh sẽ mang một màu sắc khác nhau, đảm bảo các bạn sẽ thích mê luôn. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng từng bức tranh một nha. Đầu tiên là Nobita. Đây, Nobita của mình hôm nay đang tung tăng đi chơi nha. Mặc một chiếc áo màu đỏ rất đẹp, có họa tiết sọc tay trắng, có cả hình trái tim này. Bắn đi, bắn đi này. Đẹp phê. Nhưng mà cô Trang lại đánh phấn má hồng ạ. Như thế mới đẹp chứ. Các bạn, tất cũng phải thời trang nhá. Kể caro, màu cam, xem cái màu trắng này. Ôi, con trai mà đi giày độ. Đi giày độ. Cái đế cao chưa nè. Kệ, mình không cao tự nhiên thì mình cao nhân tạo, có làm sao đâu. Cái chân sao lại đạp vào mặt chị thế. Đây này, mặt Nobita cười rất là tươi luôn, còn nháy mắt nữa, đáng yêu nhá. Bí đáng yêu. Đáng yêu á, đáng yêu làm sao bằng Suka của em được. Cái Suka gì mà lại có râu ở đây, mà có cả mụn ruồi nữa. Ô, nhìn này, Suka gì mà đi dậy một bên thì Gucci, còn một bên thì Azida. Azida. Tóc Suka còn có xanh lá cây như này. Chết thêm mình thôi, sao lại có tóc trắng như này hả Minh Quân? Thế mới phong cách của tương lai. Thế mới phong cách của tương lai. Mời đến. Mời đến. Ô, sao cây trong trong chuyên này màu đỏ? Đây là cái hoa mà. Suka này mượn trong chồng tre của Doraemon mà. Thế mà Minh Quân dùng bằng 2G chưa lướt được các bạn ạ. Hóa ra là trong chồng tre à? Đúng rồi. Anh không thấy Suka đang đội cái trong chồng tre trên đầu là giang tay ra để bay à? Thế mà anh cứ tưởng đang đội hoa trên đầu để múa ba lê. Thế mà từ nãy giờ mọi người khen hay chê đây? Chê! Thế rồi, không cho xem nữa đâu. Không cho xem thì thôi. Mọi người sang đây xem đây. Doraemon bản chuẩn, con của mình Suka phiên bản lỗi. Đây là anh trai Doraemon. Điện thoại cho mọi người xem luôn. Em gái Doremi. Chị thấy anh em nhỏ này đã thấy mát rồi các bạn nhờ. Tất nhiên là mát rồi, vì Doraemon đang đi bơi mà. Trên tay còn có cả miếng dưa hấu nữa nha. Giống que kem dưa hấu. Ngon đi. Biết anh trai Doraemon đang đói nên em gái Doremi mang thêm cái kem cho anh trai này. Thế đây là cái gì? Cái này thì chị biết nhá. Vì anh trai Doraemon đi bơi mà không mang theo tiền nên Doremi đã mang tiền để cho Doraemon đây. Đi chơi mà không có tiền á, người ta đuổi về cho. Ô, sao Doremi lại có cả ngón tay thế này? Không có ngón tay làm sao mà cầm được đồ. Ui, mắt xanh, mắt đỏ lên chứ. Thế nó mới chết. Nhìn này, phấn đỏ luôn nha. Còn phấn đỏ này, Doremi có tóc nữa. Sáng nào đây? Thế thì tại sao? Doremon lại có phấn má hồng. Ê, chị thích là được. Thích là được. Bức tranh của chị Khánh Linh sao chả có điểm gì để chê nhở? Chảy mương, chui đi lắm. Chị em tranh xong rồi, các bạn thấy tranh Suka của mình là đẹp nhất đúng không? Của mình là đẹp nhất. Thế nên bây giờ các bạn hãy xem lại tranh và chấm điểm cho chúng mình nhá. Các em ơi, trước mắt các em là 4 bức tranh khổng lồ mà 4 mắt nhỏ của chúng mình vừa hoàn thành. Bây giờ chị cũng không biết chấm điểm như thế nào cả, cho nên các em hãy giúp chị chấm điểm bằng cách để lại bình luận ở phía dưới nhá.
Chúng mình sẽ tìm ra người thắng cuộc để trao giải thưởng và người thua cuộc sẽ phải nhận một hình phạt. Cho nên các em phải chấm điểm thật công tâm giúp chị nha. Thử thách Tô Tranh Khổng Lồ đến đây là kết.